Tao nắm vững cái cảnh chưa? Còn bị gì ứng cái cảnh không? Nói chung thì pháp nào bị tâm biết thì pháp đó là thành cảnh, đơn giản vậy thôi. Pháp nào không bị tâm biết thì đó là pháp. Cái gì bị tâm biết thì cái đó là cảnh. Cái gì không bị tâm biết thì cái đó là pháp. Nghe pháp. Mà pháp nào bị tâm biết thì pháp đó là cảnh. Ví dụ như chúng ta có không bị tâm biết thì bỏ cảnh đi cho thành pháp. Ví dụ như bây giờ tướng do thường ấy, nó thay đổi, mà nó thay đổi rất là nhanh, nó cực nhanh, giống như điện nha. Mới vừa thấy nó là mất, thấy nó mất rồi. Mới thấy cái ánh sáng nó mất tiêu, mất ánh sáng. Đợi chút nó xuất hiện lại rồi mất, xuất hiện nó mất, rất là nhanh. Hay là có bất kỳ cái gì nó xuất hiện là mới vừa thấy nó là mất, nó thấy rồi mất. Biết là tự nhiên cái tâm mình quảng hốt, mình tưởng giống thấy mình gặp ma gặp quỷ, nhưng mà thật sự phải, cái đó là tướng do thường. Nó phát sanh cái đó nó gọi là phá giá nhà ná, nó sợ. Mà hỏi sợ gì không biết, không biết sợ cái gì, tại vì có cái gì đâu để mà sợ, mà tự nhiên sợ vậy đó. Nghe, còn cái khổ cũng vậy, nó khổ không khổ, nó không phải là nhức mỏi, không phải là nhức răng nhức đầu hay là gì đó, mà nó khổ kỳ cục lắm vậy. Khổ mà nó không diễn tả được luôn, mà nó rất là khổ. Nó cảm thấy lúc nào mình cũng bị cái nó ở cái bên mà hỏi cái khổ như thế nào không diễn tả được. Cái khổ đó là cái thứ khổ. Này, bữa nay chúng ta làm bài mới.
13, 13, 14 nè. Cảnh gì? Á thí, bắt thí, bắt chiều. Tưởng duyên, tưởng duyên, người chủ mà cao nhất, cho nên được dịch là trưởng. Yeah. Người chủ mà cao nhất thì được gọi là trưởng. Nó có câu giải tự là vượt trội hơn, gọi là vượt trội hơn. Á thí là vượt trội hơn tất cả, gọi là hai duyên.
Vậy là tưởng duyên á, có nghĩa là mãnh lực ủng hộ trợ sanh bằng cách làm lớn nhất, trưởng lớn nhất. Nhất là cảnh tưởng duyên. Thí bát tí bát tiêu là trưởng rồi, nhưng aramana là cảnh. Khi mà nói vô trở lại thì chúng ta sẽ có là cảnh trưởng duyên. Một cái duyên thứ hai nữa là đồng sinh trưởng duyên. Cha tá là sinh lên, xá há là cùng. Chữ xá há này thường đi dùng ra cái mà xá há là một, cái từ thứ hai là bắt tay. Hai cái từ này nó thường thường nó đi với cái sở thuộc cách, là cách thứ ba của biến cách Pali. Nó là sở thuộc cách đó, hoặc là sử dụng cách đó. Thì nó là tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta có thể dùng cái từ của nó, với cũng được mà cùng cũng được, cùng hoặc với. Thì hai cái từ này thường thường đi với cái cấp gọi là sở thuộc cách đó, cách thứ ba của biến cách Pali, của biển ngữ Á đó. Thì hai cái này từ theo nghĩa cảnh mà chúng ta dịch là với hay là cùng. Ví dụ như nói là người thân gia cùng bạn đi buôn chẳng hạn, thì đôi khi dùng thường dùng là sở dụng cách. Nhưng mà nếu ấy thêm thì đôi khi người ta thêm chữ xá há cùng. Vanicha, Vanicho, Saha, Mito là người thương gia cùng với bạn.
gách cha tí, hay gách cha, gách tên tí đi đến, tại nó số nhiều, như hẹn vậy, lâu lâu nổ ba ly chơi. Nghe sa ná này là cùng cha tá là sinh lên, cho nên chỗ này dịch là đồng sinh. Nghe sa ná cha tá cộng cha ná tí bắt tí, hai cái từ này nói lại bằng một từ năm ra sa ná cha ta tí bắt tí bắt chị vô. Sa ha chạt và thí bát tí bát triệu, đó là đồng sinh cũng gì, nó cùng sinh lên là đồng sinh, nhưng mà đang có cái tưởng nữa cho nên dịch là đồng sinh cũng gì. Gọi là pháp trưởng thì phải hiểu đó là cái pháp mà lớn mạnh nhất. Thì thông thường á, nói về danh pháp chỉ có bốn pháp trưởng thôi, đó là có bốn pháp trưởng một về danh pháp. Chanh đá là ước muốn, ước muốn mạnh nhất, cho nên ước muốn này làm trưởng. Mà nếu như ai chưa có ước muốn lớn mạnh nhất thì đừng nghĩ tới thiền định đạo quả. Bởi vì cái ước muốn này không phải là tham, ước muốn này không phải là tham, chúng ta đã học rồi. Có ba tức là cái ước nguyện mình nếu không có thì nó cũng có kết quả vậy, nhưng mà nó không đúng theo cái ý mình muốn. Nè, mà hãy mình có ước nguyện nè, nó sẽ thành tựu được cái cho nên có một số chen vô mới làm loạn ở chỗ này lên. Nó khi mình có ước muốn đó là tham, nó không phải là sai, nhưng mà cái bẻ trong cái ý nghĩa này, ước muốn như thế nào được gọi là tham, và ước muốn như thế nào được gọi là đúng. Thì ra trong cái phần mà tâm sử dụng chúng ta có ba cái ước muốn. Thứ nhất là nó là ca mắt anh đó,
Đây là thuốc uống về dùng lạc. Dục ca má cũng là dục, nhưng mà nó chỉ cho năm sắc trần là sắc tinh hương vị xúc. Thứ hai, chữ chanh đá là ước muốn để có được cái năm cái loại này, thành ra nó được gọi là dục đó. Bây giờ cái này mới thuộc về tham đó. Ví dụ như ai làm phước mà ước muốn là kiếp sau con sanh lên á, người nào nhìn con là phải mất thần hồn hết, nó đẹp nó mất hồn luôn. Thì cái đó thuộc về tham. Mà trường hợp này đã có rồi nha, trong kinh điển đã có rồi. Đó là câu chuyện tiền thân của bà Úc Lá Quỳnh Na đó. Hồi đó bà là một sanh ra là một thiếu nữ nhà nghèo, ai cũng khinh dễ á. Bà bực lên, mấy cô gái nó bực lên. Một lần nọ cúng dường, ai cũng khinh dễ, bởi vì làm công mà không có tiền lương. Nguyên nhân là một lần nọ một cô bé đó khoảng 13-14 tuổi vào cái buổi lễ hội mới xin cha mẹ cái áo đẹp để đi dự lễ hội. Bà mẹ nói nhà nghèo quá làm gì có, nhưng mà nàng ước muốn có được cái áo đẹp. Cô gái này, cô bé này mới vô công chủ giả xin được cái miếng nguồn đẹp. Thì ông cho nói là được, ta sẽ cho con với điều kiện con mới làm công người ta 3 năm không lấy được. Cứ nói được mà làm rất là nhiệt tình á. Người làm chưa hết được 3 năm, được 2 năm mấy, nghĩa là 2 năm, 3 năm mà kém mấy tháng. Mà thấy rất là siêng năng giỏi, ông chủ cũng thương. Ông bác họ thương nói thôi, nó đầy đủ rồi, ta cho con 2 tấm lụa nha, để trả con công con. Tức là một tấm lụa trả công, một tấm lụa còn lại đó là ban thưởng cho con. Thì khi mà có 2 tấm lụa này á, 2 tấm yêu mới đẹp này nè, thì cô gái mừng lắm. Mới ra bờ sông tắm, ra sông tắm rồi ra sạch sẽ rồi lên phát cái y mới mà. Mặc áo mới thì sẽ mua lần. Thì khi mà mặc tắm, coi tắm, coi bước ra coi chưa kịp tắm á, thì bây giờ thấy một vị sa môn áo rách tả tơi thì tới phủ nhào. Cái tự nhiên này xúc động, ngài chắc cũng bị ta khi dễ lắm, mình nhưng mà họ bị ta khi dễ cũng vậy, không có áo đẹp nha, ngài cũng bị ta khi dễ lắm, cái tội nghiệp. Cho nó cúng cho ngài một cái, có hai lá luôn mà, cúng cho ngài một lá, ngài đắp, ngài làm vui lòng cô gái này, cô bé này, ngài bỏ cái hội cũ thọ dụng hội mới. Mà năng lực gì Phật độc giác mà. Mà khi mà mặc chiếc y mới vô á, thì cái nàng này nhìn Đức Phật độc giác thấy quá đẹp. Nói là, mà thật sự người ta nói cái người mà xấu xấu mặc đồ đẹp cũng đẹp. Mà người đẹp á, mặc đồ, cái đồ mà đẹp đẹp hơn thấy xấu hơn. Người xấu á, mặc đồ đồ đẹp á, đồ tốt quá, đồ mới á thì thấy đẹp. Người nào mà đẹp á, mặc đồ mới thấy xấu hơn. Rồi cái này cũng quan hỷ quá đó. Hồi nãy nhìn thằng ai không đẹp, giờ ngày đẹp quá đây thôi, giờ mình còn tắm nữa thì mình dân luôn.